À, chào quý vị cô, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý vị cô cách chuyển từ cái hình ảnh hoặc là cái file PDF chuyển sang định dạng là tiệp soạn thảo văn bản Word. Ví dụ như chúng ta có thể vào trang học10.com, sau đó chúng ta sẽ vào phần là tủ sách. Trong cái phần tủ sách này chúng ta có thể là sử dụng cái bộ sách giáo viên. Thì ở đây ví dụ như mình sẽ chọn cái bộ sách giáo viên là sách tiếng Việt đi ha. Đây sách tiếng Việt của giáo viên là chúng ta nhấn vào nút xem ngay. Thì ở đây chúng ta có là hai trang. Bây giờ mình sẽ chọn một cái bài nào đó trong đây đi ha, trang 50 chẳng hạn. Thì ở đây là mình có cái bài bài này ở trang 49. Thì ví dụ như là mình muốn chuyển cái trang 49 này về trong cái file Word để mình có thể thực hiện là soạn giáo án cho nó dễ dàng. Thì ở đây mình bắt đầu mình tiến hành tải cái trang giấy này về. Cái này là trang 49 nè, mình nhấn chuột ấy vào trang 49 và chúng ta chọn là Save EMEA. Rồi ở đây mình sẽ thao tác luôn trên desktop cho các bạn xem dễ luôn ha, cho quý cô xem dễ luôn. Chúng ta vào desktop rồi Save. Rồi tương tự như vậy thì mình cũng có thể là lưu ở trang 48 luôn. Chuột phải chọn Save EMEA. Rồi chọn Save. Tương tự như vậy là quý thầy cô có thể tải về các cái trang của sách giáo viên ở trang 50, 51 chẳng hạn. Thì chúng ta có thể tải liên tục về các trang này về máy của mình. Sau khi chúng ta tải về xong thì trên máy trên màn hình của mình đã có hai cái trang giấy là trang 48 và 49. 48 ở đây 49. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là chuyển hai cái này về file Word, file của phần mềm Word để chúng ta dễ chỉnh sửa. Thì cách thực hiện như sau. Chúng ta sẽ quét hai cái file này. Chúng ta chọn hai file này, sau đó chúng ta chuột phải và chúng ta chọn là Convert with ABBEE File Reader. Thì cái phần mềm này thì quý thầy cô nhấn vào cái phần link mô tả ở dưới đoạn video để chúng ta có thể là tiến hành cài đặt cái phần mềm này ha. Rồi sau khi chúng ta chọn quick Convert quick này, chúng ta sẽ chọn tiếp vào là Convert to Microsoft Word. Rồi sau khi mà chúng ta chọn vào xong thì nó sẽ xuất ra một cái cửa sổ như thế này. Thì ở cái cửa sổ này chúng ta tiến hành là chúng ta sẽ chọn vào là Convert to Word. Tiếp theo thì ở đây là nó yêu cầu chúng ta là chọn vào một cái thư mục. Thì ở đây mình chọn vào cái mục desktop và mình tạo một cái thư mục là sách giáo viên tiếng Việt 2. Mình ví dụ như vậy, mình chọn vào đây. Sau đó mình chọn là Select Folder. Rồi bây giờ là cái phần mềm nó sẽ tự động chuyển đổi từ cái file PDF sang Word ha. Thì ở đây là do là mình chọn hai cái file ảnh. Thì ở đây nó hiện là số 2 và cái quá trình xử lý là hiện giờ là không trang ha. Quá trình xử lý nó sẽ hiển thị này là xong được một trang nè. Và tiếp tục nó sẽ thực hiện cái trang còn lại ha. Rồi, sau khi thực hiện xong thì phần mềm nó sẽ mở ra cho chúng ta là hai trang là trang 48 và 49 đã được chuyển đổi sang thành Word thành công. Và quý cô có thể là mở lên chúng ta kiểm tra. Đây, đây là kết quả sau khi mà chúng ta đã chuyển đổi thành công. Thì sau khi chúng ta chuyển đổi thành công thì quý cô có thể là chỉnh sửa cái file văn bản này được bình thường ha. Rồi, mình hy vọng là cái đoạn video hướng dẫn này của mình có thể là giúp cho quý vị cô có thể soạn giáo án năm nay nó sẽ được nhanh chóng hơn.
Cảm ơn quý cô đã xem và theo dõi video của mình.